Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video tân trang nhan sắc lại con GanSM của mình. Đây. Có vẻ vẫn còn mới nhưng mà mình muốn tân trang nó lên một xíu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh khiếp và tháo sticker ra nha. Ok. Tên tên. Bây giờ mình đã vệ sinh và tháo sticker xong rồi, bây giờ mình sẽ dán sticker mới lên nhé. Và sau đó mình sẽ lướt. Đây, sticker mới đây. Bây giờ mình sẽ khui hàng. Bảy màu luôn. Màu này màu đen thì mình không xài. Đầu tiên mình sẽ dán màu trắng trước nha. Tình tên, bây giờ mình đã dán xong sticker. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lướt thôi. Đây, mình sẽ lướt ăn trầm và một loại lướt mới của H2. Bây giờ mình sẽ lướt cái này trước nha. Lấy một viên cạnh ra và một viên góc nha. Cái này hơi bị dính dơ xuống mình nha, mình sẽ lấy miếng chùm một chút nha. Mình sẽ bỏ một ít vào bề mặt. Đây. Thêm một ít ở những cái rãnh nó xét ra đây. Đấy. Viên cạnh nè, mình sẽ bỏ một ít vào bề mặt mà nó sáng.
sẽ xay đều lên. Ui, như hơi nhiều vậy. Mình bỏ hơi nhiều vậy. Chứ giờ nó đậm đặc quá. Rồi sau đó mình mới lấp một ít nước này vào. Ui. Bây giờ mình sẽ lấp một ít nước này nha, chắc khoảng 2 giọt. Hơi quá rồi. Hơi bị ngon đó các bạn. Em dịu. Một em